chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Yamaha R6 đầy dũng mãnh và quy lực khoe dáng tại Thái Lan. Con chiến mã sport bike có sức mạnh đáng gờm nhất ở phân khúc 600cc. Cho đến thời điểm hiện tại, không chỉ mạnh mẽ về khối động cơ mà còn thu hút cái vẻ ngoài hầm hố của mình, mang thiết kế đậm chất thể thao cùng với từng góc cạnh. Đến với bản độ dưới đây của chiếc Yamaha R6 thu hút hơn với những ốp tần đầy mạnh mẽ và quy lực, góp phần tăng thêm sự ấn tượng cho chiếc xe. Yamaha R6 độ đầy dũng mãnh và quy lực của biker Thái Lan. Thuộc phiên bản đời cũ, R6 sở hữu thiết kế đầy dữ dằn và hầm hố ở phần dàn đầu đầy góc cạnh. Đến với bản độ này, các tay chơi xứ chùa vàng đã nâng cấp một loạt ốp tần hàng hiệu cho chiếc xế như trang bị tay thắng Rebo RZ, bao tay Rizomalis. Bên cạnh là tay con 6 số thể thao, thêm phần cứng cáp với trang bị trợ lực Hyperdoro. Dàn chân vẫn được giữ nguyên bản, thay vào đó là cặp phanh đĩa gaffer thể thao. Bên cạnh nâng cấp là cái bô ống xả đầy quy lực hơn với cái bô Tết Gugumi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.